xin trân trọng kính chào các vị khách quý, các vị đại biểu đang có mặt trong hội trường lớn nhà 7 tầng của công ty cổ phần xi măng Vicem Bỉm Sơn. Trước mắt quý vị là hình ảnh đang được truyền hình trực tiếp lễ rước đuốc truyền thống từ trong lò nung của nhà máy xi măng Vicem Bỉm Sơn về hội trường lớn nơi quý vị đang ngồi. Ngọn đuốc này trong suốt một năm qua đã cháy suốt đêm ngày tại Vicem Bỉm Sơn là biểu trưng của sức mạnh sản xuất công nghiệp của ngành xi măng Việt Nam và cũng là tinh thần lao động miệt mài của những công nhân đang sản xuất ngày đêm để cho ra những tấn xi măng chất lượng cao nhất của Vicem Bỉm Sơn cung cấp cho khách hàng trên toàn quốc. Sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi lễ rước đuốc.